Hôm nay thì mẹ Sakura nhiều sữa rồi. Em mọi người thấy không? Biết nịnh rồi đấy. Nó đang ngủ gọi nó dậy mà bế nó lên mà nó dãy thơm nó cái là nó nằm im ngay. Chào, làm sao? Làm sao? Không phải là con chó nó bé, nó còn nhỏ mấy ngày tuổi mà nó không biết gì đâu. Nó biết là được âu yếm đấy. Chứ không phải là nó không biết đâu. Đây, này cũng đang ngủ đây, cũng được. Con này nhá, để ý ở cái ngày tuổi này, nếu mà cứ thơm cho nó nhiều là kiểu gì cho nó ngáp. Như ông này nó cũng vẫn còn đang ngủ luôn. Vẫn đang ngủ đấy, ông đang ngủ trên tay đấy. Đang mơ đấy, mơ tí sữa đấy, ông nào cũng được. Đây chính là ông được có duyên này. Nào, yên 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 yên. Rồi. Yên nào. Yêu tí, yêu tí, yêu tí. Yêu rồi. Yêu quá. Yêu một tí để quay video một tí nhá. Thấy không, dãy đạp mạnh thơm mấy cái nằm yên ngay, biết cưng nựng đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Cứ cu ra hay cu ra nằm xuống, cu ra đừng thở mạnh quá vì gì cái chân máy quay nó rung. Nào, nằm xuống để anh mượn con anh quay video đi. Rồi, nằm yên. Đây là chính là ông được mà có duyên lên video ở mấy ngày đầu đây. Nó biết đấy nhá, chứ không phải không đâu. Nó còn bé tí nhưng nó biết. À nhầm, đây mới là ông được lên video mấy ngày đầu. Đây, ông này, ông vẹt trắng của ông ấy là ông có một cái vẹt trắng hơi dài dài. Yên bế tí. Tí đặt gì? Đây nhìn bụng này. Ui cái bụng nó to. Nào, yên. Tầm này thì chưa có chọn chó được. Chọn chó ở tầm này thì chắc là phải kinh nghiệm gì đấy thì mình không biết, như còn nếu mà như bản thân mình thì mình cũng không có chọn chó được ở cái tầm này. Chọn chó thì tốt nhất là ở trong khoảng con chó nó từ 4 cho đến 8 tuần tuổi. Khi con chó nó lớn lên là nó sẽ giống ở cái giai đoạn đấy nhiều nhất. Đây, ngủ trên tay nhá. Lên lúc lên thì phản đối nhưng mà chỉ cần bế cưng đựng một tí là cho nó ngủ trên tay ngay. Thì cái đàn này coi như là đến bây giờ thì có thể nói là nó sẽ giữ được cái quân số như hiện tại, mất mất hai con. Thì đàn này là còn 9 con, nó đều rất khỏe, kể cả 11 con nó đều rất là khỏe. Nó hiểu đấy. À thì với cái đàn này nó phát sinh một cái vấn đề là bản thân trước khi cái đàn cún con này nó sinh thì đã có 6 anh em là trực tiếp gọi điện và muốn cọc cái đàn chó này.
sáu anh em là 8 người. 8 người là từ trước khi đàn chó sinh. Có người chờ lâu thì chờ đến nửa năm rồi. Bởi vì mọi người thích chó đực mà cái đàn chó trước thì lại không có con đực nào cả. Cộng với lại là trong những cái ngày đăng video hay là từ những cái ngày mà nó sắp đến ngày đẻ sau khi cái cặp này phối thì cũng có thêm một số anh em nữa dặn. Và cá nhân mình thì mình nói chuyện với này cả các anh và cả các em, thì mình thấy mọi người thực sự là mọi người yêu quý con chó rốt này, và mọi người là rất là nhiệt tình muốn mua, rất nhiệt tình muốn mua, chứ không phải là theo kiểu là gọi là hỏi cho vui để mà này kia, thì mình không có nói đến cái đấy, thì hỏi nhiều lắm, một ngày có lẽ là phải đến 40-50 người hỏi. Nhưng mà ở đây là mình nói đến những cái người mà thực sự là muốn mua, có cái một cái sự nhiệt tình, một cái sự chân thành và một cái sự chân thật. Thì sau khi mà cái video đàn chó này lên thì cũng có lại qua thêm 7-8 anh em nữa, bảo là để cho anh một con, hai người thì bảo để cho anh hai con, một người thì bảo chọn giúp anh một cặp, có thể một con đàn này và một con đàn tháng 8. Tháng 8 thì sẽ có hai đàn. Thế cho nên là nếu mà như hiện tại bây giờ mà để mà cái đàn chó này cứ coi như là tất cả mọi thứ nó thuận lợi đi thì nó chỉ có 9 con thôi. Mà mọi người thì ai cũng nhiệt tình. Thực sự mà nói, gặp những cái người mà yêu con chó thật và nhiệt tình thì ai mình cũng muốn bán, ai chạy cũng muốn bán để mà cho mọi người có một cái con chó theo cái ý mong muốn của mọi người, để mọi người nuôi, cuộc sống nó có nhiều cái thú vui. Đây là chúng ta cùng chung một cái thú vui với lại giống chó Rottweiler của Đức. Thì phát sinh ở đây là nó phát sinh cái câu chuyện như vậy. Nó phát sinh cái câu chuyện vì ai cũng nhiệt tình cả. Nhưng mà cái số lượng mà người nhiệt tình thì nó nhiều quá. Rất chạy, rất là cảm ơn mọi người đã tin tưởng gọi điện. Và mình biết chắc chắn là sẽ có nhiều người là sẽ rất là yên lặng để mà xem các cái bình luận, hay là xem các cái video đăng ở cả trên kênh YouTube và Zalo của trại, là những người cũng có ý định mua cái đàn chó này, nhưng mà mọi người xem bình luận và mọi người thấy là có trại có nói là cái đàn chó này cuối tháng sau, khi mà cái đàn chó nó một tháng thì lúc đấy mới bắt đầu nhận cọc. Thì sẽ có những người như thế là các bạn sẽ không nói cái gì cả. Nhưng thực ra mà nói, đến lúc mà có video lên thì các bạn này là cái người gọi sớm. Đấy, cái đấy thì mình hiểu, về đàn chó nào nó cũng có những cái người chủ chó như vậy. Thì cái câu chuyện ở đây là cái câu chuyện với cái đàn chó này thì nó như thế là trại nó rơi vào cái cũng rất là lăn tăn. Chia sẻ với mọi người để mọi người có thể hiểu được. Rồi đến khi mà giả sử như là trong số có gọi cho trại từ trước rồi nhưng đến lúc này không mua được con chó con ở đàn chó này chẳng hạn, thì mọi người cũng thông cảm với trại, bởi vì hiện tại bây giờ mà cái số lượng người mà muốn bắt chó ngay, bắt chó sớm nhất thì khoảng hơn 20 người. Thì chính là bởi vì là mình thì mình là muốn là khi mà mọi người bắt một con chó, mọi người phải chọn cái con chó ưng ý trước đã, rồi mọi người mới mua. Và mình không muốn bán là theo cái kiểu gọi là bán trước, tức là chưa biết là con chó nó lớn lên nó như thế nào, đã bán cho mọi người rồi thì có thể là đến lúc mọi người sẽ vào cái con chó nó không được ưng ý của mọi người. Thì thực sự mà nói là cái này nuôi nó sở thích, và ai cũng muốn là được cái mà để cho mình nó thỏa mãn được cái ý muốn của mình.
Thì chính vì thế cho nên là nhiều người hỏi và muốn chuyển tiền để chuyển cọc với những cái đàn chó này, thì mình đều nói chung là sẽ nhận cọc khi mà cái đàn chó có thể chọn được, tức là ít nhất là 1 tháng nữa. Nhưng nó phát sinh cái vấn đề như thế thì nếu 1 tháng nữa thì mình đặt ra cái trường hợp như thế này, có thể là anh em hỏi mình từ nửa năm trước, nhưng đến khi mình đăng video cái đàn chó con lên vào đúng mấy ngày mà mọi người bận, thì có thể là cái người đến sau, người hỏi sau lại là cái người mà chọn chó xong rồi và đặt tiền xong rồi. Thì đến khi là như vậy là cái người mà hỏi trước nhưng mà đúng vào cái hôm bận thì mọi người lại không xem được. Đấy nó là cái mà mình rất là lăn tăn, mà mình thì mình sẽ phải luôn ưu tiên là cái người nào là cái người hỏi trước. Bởi vì thực sự là với mọi người, là tất cả mọi người mà yêu quý và tin tưởng trại chó Rottweiler Gavi mình, cũng như là đã có trao đổi nói chuyện điện thoại hoặc là nhắn tin, thì rất là trân trọng, mà cũng là đã có một cái sự hiểu nhau rồi, và cái sự tin tưởng nhau, cái đấy là chắc chắn. Chứ còn không tin tưởng nhau thì không có ai mà mua chó chỉ xem qua mỗi cái video để mà mua được. Quay lại cái câu chuyện với lại cái đàn chó này, cái giải pháp ở đây mình sẽ nói ngắn gọn thôi, là bắt đầu từ đàn con của Loki này, thì trại Gobi sẽ áp dụng cái chính sách cho cọc trước và chọn chó sau. Cái này chi tiết thì nó như thế này: mọi người thích cái con chó giống của trại thì mọi người sẽ đặt cọc, và khi mà có các cái đàn chó con thì trại sẽ dựa theo cái thứ tự, ưu tiên theo cái thứ tự ai đặt cọc trước ai đặt cọc sau. Giả sử một cái đàn chó đàn Loki này chẳng hạn, mọi người đặt cọc và đến khi mà con chó nó lớn lên, mọi người có thể ngắm chọn là rồi, nhưng mà ai đấy không thấy ưng ý với lại cái đàn chó này, hoặc là có thể là đột xuất mình phát sinh một cái việc gì bận mình không thể chăm được trong vòng một vài tháng, thì cái phần cọc đấy nó vẫn hoàn toàn nó được giữ nguyên, và mọi người sẽ chọn ở các cái đàn tiếp theo. Sẽ cái thứ tự ưu tiên khi mà ai mà đặt trước thì cái thứ tự ưu tiên vẫn là thứ tự ưu tiên trước. Và thêm một nữa là cái một cái lần cọc nó sẽ có giá trị trong vòng 2 năm. Một cái lần cọc nó sẽ có giá trị trong vòng 2 năm, tức là trong vòng 2 năm mọi người có thể luôn luôn mọi người được ưu tiên là trong cái trường hợp giả sử như đàn này mình không bắt được thì mình lại chờ đến đàn sau vẫn được ưu tiên mình chọn. Bởi vì là mình là cái người mà liên hệ với trại trước, mình có một cái nhiệt tình và một cái ý muốn mình muốn mua trước, mình liên hệ trước. Nói chung là mình là người xếp chỗ trước, mình kiểu là như vậy. Thì với mỗi một cái đàn chó khác nhau thì cái giá của nó sẽ khác nhau, nhưng mà nó sẽ có một cái chung là cái giá của các cái con chó con của trại thì đều sẽ qua trại đánh giá rồi mới đưa ra giá chi tiết cho từng con, và mọi người sẽ chọn khi mà mọi người đã cọc rồi. Nếu mà khi mà đã có những người cọc rồi ấy, thì tất cả những cái người mà đến sau thì sẽ phải chờ các đàn sau. Đấy là cái thứ theo cái thứ tự ưu tiên. Còn khi mà mọi người đã giả sử mọi người quan tâm đến một cái đàn nào đấy thì trại sẽ có cái trách nhiệm là trại sẽ báo cho nào. Trại sẽ có trách nhiệm là sẽ báo cho báo cho người có xếp theo cái thứ tự ưu tiên để chọn chó trước.
ai xếp trước thì người ấy chọn chó trước. Đây thì mọi người có quan hệ nó đơn giản như vậy, và sau người này thì đến người kia, và cái giá trị của cái cọc là nó là 2 năm. Thành ra là mọi người không phải lo lắng về cái việc là cọc rồi mất cọc rồi này kia lằng nhằng. 2 năm là quá đủ thời gian để mà từ khi mà một ai đấy mà muốn định nuôi một con chó thì trong vòng 2 năm là mình thoải mái, cái thời gian sẽ có nhiều đàn chó để mình lựa chọn con chó theo cái ý của mình. 2 năm ở đây là 2 năm là ít nhất là mọi người phải được cái cơ hội chọn nhé, chứ không phải là nhận 100 người rồi 1 năm chạy bán ra, 1 năm mà chạy có khoảng tầm 30 con chó con thì 3 năm thì lại chẳng được chọn lần nào. Và theo cái tùy theo cái kế hoạch nhân giống của trại sẽ có bao nhiêu đàn chó con, luôn luôn nó sẽ có một cái phần trăm trừ đi để cho những trường hợp những cái đàn chó con mà nó hỏng, thì trại sẽ nhận cái số lượng cọc tương ứng bao nhiêu đàn. Giả sử như là năm nay là hiện tại bây giờ là đàn chó con này đi, sau đấy là tháng 8 là sẽ có 2 đàn, tháng 10 là sẽ có tiếp 1 đàn nữa, là tạm kết thúc cho năm nay. Còn sang năm tiếp theo thì sẽ có thêm 5 con cái giống bước vào cái tuổi sinh sản nữa, thì sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn cho mọi người. Đấy, nhưng mà đấy là cái hiện tại bây giờ thì cũng qua cái video này thì cũng chính thức là thông báo với mọi người về cái kế hoạch đặt lịch. Và nếu mà cái này là sẽ mọi người sẽ lưu ý, bởi vì là nếu trong trường hợp, giả sử trong trường hợp mà cái đàn cho con mà cái số lượng người đặt của cái đàn đấy, giả sử nhiều người đặt nhưng mà mọi người đều không phải là cái đàn chó con cụ thể nào đấy, mà nó không phải là cái đàn chó mà những cái người đặt mà muốn đón ở cái thời điểm đấy, thì mới sẽ đến lượt những cái người mà hỏi trực tiếp. Tức là luôn luôn sẽ ưu tiên những cái người đã đặt gạch trước, mình hiểu là như vậy. Nhưng mà không phải là đặt cọc là mua chó, là phải mua chó ở đàn đấy đâu nhé các bạn nhé. Đặt cọc để mua chó của trại thôi. Thì nhân tiện cái đàn con của Loki này thì cũng Rockefeller Gervi Hà Nội cũng thông báo với mọi người về cái chương trình con giống như vậy. Và ở cái lần nhận cọc đầu tiên này thì bởi vì có những người hỏi trước và có người hỏi sau, cho nên là mình sẽ để ra 3 ngày để mà mọi người đặt cọc, và sau đấy thì sẽ theo cái thứ tự ưu tiên mà mọi người đã liên hệ lúc trước, đã liên hệ với trại trước hay là sau. Những người mà thực sự mà có cái nhiệt tình và cái sự chân thật mà trại cảm nhận được thì trại đều lưu lại thông tin của mọi người. Thành ra là cái lần cọc và nhận cọc khởi đầu này thì trại sẽ để ra 3 ngày để mà mọi người cọc, và dựa vào cái thông tin mà mọi người trước đây đã liên hệ trước sớm hay là muộn để mà xếp thứ tự cho mọi người. Còn hiện tại bây giờ là đàn ở cái đầu tiên là cái đàn cún con này là 9 con, đàn cún con này 9 con thì coi như là đã có một anh, là bởi vì đây là cái đối tượng được ưu tiên, đây là đối tượng mà được ưu tiên số 1 là những người mà đã từng mua cái con chó của trại nhưng vì một cái lý do nào đấy mà mất hoặc là chuyển tặng hay là gì đấy, thì sẽ để cho mọi người đón lại ưu tiên mà không theo thứ tự cọc. Đấy là về sau mà mọi người mà có mua chó của trại thì cũng vậy thôi. Thì mới có một anh ấy thì còn chưa biết được là anh ấy sẽ có bắt hay không, cho nên là cái hiện tại là ở cái đàn cún con này thì sẽ là có nhận 9 cái xuất cọc cho cái đàn cún con này với 5 con cái và 4 con đực. Còn tiếp theo thì
sau cái đàn cún con này 2 tháng, tức là đã nhân giống, đã phôi giống rồi, lấy giống rồi. Tháng đầu tháng 6 thì sẽ có hai đàn cún dự là sinh vào đầu tháng 6, thì cái lịch đón của nó sẽ là cuối tháng 8. Cuối tháng 8 là sẽ đón được hai cái đàn cho con của Bruno và Melcy, cộng với lại cái đàn của Marvin và Dina, là hai cái đàn dự sinh vào tháng 6, tháng 8 đón được. Thì mọi người cũng có thể, nếu mà mọi người theo dõi mà thích hai cái đàn đấy thì mọi người cũng có thể cọc trước. Và mọi người nhớ là cái cọc này là cọc để bắt chó ở trại nhé, chứ không phải là cọc mà để mà mua một con chó cụ thể. Thì cái cọc này nó sẽ có cái giá trị trong vòng 2 năm. Trong vòng 2 năm, nếu mọi người thấy lúc nào mà mình nuôi được, hoặc là đàn nào mình ưng ý cứ trong vòng 2 năm mà được, thì khi bắt chó là sẽ trừ cái tiền cọc đi. Còn cái đàn chó, giá của cái đàn chó thì tùy vào cái chất lượng cụ thể. Khi mà đánh giá được đàn chó thì sẽ có cái giá cụ thể cho từng đàn và từng con ở trong đàn. Thành ra về cái việc đấy thì mọi người cứ yên tâm. Mọi người mà xem cái video này xong thì mọi người sẽ, ai mà có muốn cọc để nhận chỗ trước ấy, thì mọi người sẽ liên hệ với mình. Số điện thoại hoặc là Zalo hoặc là Facebook đều dùng một số điện thoại thôi, 098 111 5000. Cái việc mà mua cho con thì đấy là mọi người lưu ý là sẽ ưu tiên những người cọc trước, rồi sau đấy mới đến những người mua trực tiếp. Thành ra là về sau thì sẽ là hầu như sẽ là những người cọc trước thôi. Cũng tùy vào xem là cái lượng người cọc trước có muốn bắt không. Nhưng đấy là mọi người lưu ý cái điều ấy. Sau mà ai mà có thắc mắc thì sẽ lại share lại cái video này cho để cho những cái người đến sau xem để mà biết. Thôi được rồi, cái việc với cái đàn chó con này thì là như thế. Còn với cái đàn con của Lucky này thì cái việc cọc là xong đã nói rồi nhá. Nhưng mà cái việc chọn chó thì vẫn là khi nào mà ngắm được con chó thì lúc đấy, tức là 1 tháng nữa thì có video ngắm được con chó, thì lúc ấy thì mới là chốt là mọi người ưng con nào, một con chó cụ thể ưng ý với nó thì lúc đấy đón. Thì mọi người lưu ý là như thế, và tránh cái trường hợp là cứ bắt cái con ở đàn này, bắt cái con ở đàn này rồi chẳng nhìn thấy con chó gì cả, đến lúc mà xong để mà giao chó cho mọi người thì lại mọi người lại không được thoải mái, không được như ý của mình, mà nuôi cái con chó mà nó không được mọi thứ theo như cái ý của mình thì nó hay phát sinh linh tinh lắm. Mà trại thì bán chó thì là muốn bán là một con chó nó chỉ có một chủ thôi, một chủ trong đời thôi, gắn bó cả cuộc đời nó. Và cũng thêm vào một cái nữa là mọi người mà ai mà có cái suy nghĩ nuôi con chó gắn bó lâu dài, tức là con chó mua về là nó ở với mình, nó ở với mình mãi, thì mọi người hãy mua chó của trại Gavi. Khi mà một con chó mà nó lớn rồi nó bị đổi chủ thì 10 con thì chắc được 3-4 con rồi đấy là sang tay là chủ tốt. Bởi vì khi mà người ta đã phải bán như thế là thường là bán vội. Đấy là mọi người lưu ý là cái điều ấy. Cho nên là tốt nhất là nếu mà xác định gắn bó cả đời của con chó thì hãy mua chó của trại Gobi. Và đấy là cũng nhờ mọi người một cái điều là như vậy. Còn bây giờ thì mời mọi người ngắm đàn chó con một chút nhé. Chúng nó bây giờ chúng nó ngủ hết rồi. Ăn bú xong một tí là no rồi. Để quay video sau cho nó nét để cho mọi người ngắm. Bạn đực đầu tiên. Nằm một mình một chỗ, không có nằm chung với, không chung chạm với đi nào. Đây là ông đực thứ hai. Mẹ dọn cho con đang ướt nhè, bụng con nào con đấy là cứ no căng.
Đây là một chị cái. Và cái khó tính, con nào mà đè vào nó là nó kêu ngay. Đây thử nhá. Đây nó đang nằm yên, nó không ý kiến gì này. À, hôm nay nó dễ tính rồi. Bình thường mà đè lên nó là nó kêu đấy. Bạn này này ạ. À, đây là một con cái. Tiếp theo, ông ngủ còn thè lưỡi ra mơ ti ra. Một con cái tiếp. Cái tiếp. Đây nó cũng được. Cũng được lên video nhiều lần đây. Lên video 2 ngày đầu tiên đây. Nó cũng bú thì ông ấy bú mang tính chất là ác liệt luôn. Lắc bên nọ, lắc bên kia. Vừa lắc vừa dí. Cái rất xinh gái. Trời ơi, cái bụng của nó này. Ông một nằm một mình một góc này. Được. Rồi, tất cả đều ngủ. À, khi mà con chó tôi gọi là ngủ như chó con no sữa đấy. No sữa cái là lăn ra ngủ ngay. Ra lại một lượt các cái khuôn mặt của chúng nó. Cái này. Cái tiếp này. Đực này. Cái này. Cái tiếp này. Cái lầm bụng nó dày quá này, còn phải sờ xem là nó được hai cái nữa đấy. Hai con này rất là giống nhau. Được. Ông này ông ấy nằm ngược sáng. Đàn này sẽ là một cái đàn chó con mà sẽ giống con bố rất là nhiều đấy. Tỷ lệ giống bố là rất cao. Về cái khuôn mặt cũng như là về cái thể hình. À, về cái thể hình hay là về cái khuôn mặt thì lúc bé là có thể nhìn nó sơ sơ rồi. Còn những cái mà cần phải chờ thời gian để mà đánh giá trực tiếp, đánh giá cụ thể con chó thì về cái chân cẳng, về cái khung gọng nó có chắc khỏe hay là không. Hay là về cái tính cách của con chó. Nó vui vẻ, ưa hoạt động hay là nó lười hay là như thế nào đấy. Để đánh giá cái chất lượng của con chó và đưa ra cái giá sau khi đánh giá để mọi người chọn chó. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi các cái video của Trại Chó Rockefeller Kirby. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you.